2, 3, 4. Hi everyone. Hello, hello. Alo, alo. Hello anh em. Hôm nay tranh thủ về sớm lên livestream chém gió xem sự kiện mới thế nào. Có đáng chờ đợi không? Đợi từ tuần trước đến giờ. Vào game thôi. Về. Ui, lại sự kiện một tháng à? 34 ngày, 22 giờ, 35 ngày. Nghe có mùi giống sự kiện trước thế. Con này là con trùm Tyrannos. Thu thập tất cả cái đống này. Bốn con cơ. Bốn con để nhận được con trùm này à? Khó thế nhỉ. Armor Farms Wagon. Không mua được luôn nhỉ. Mua được cho màu. Xét ở góc này. À, đu mới à? Cost real money, mất tiền thật. 6 set giá 5 đô. 15 set giá 10 đô. Thì đợt này không có vé. Cày cho vui thôi, không vé không sao cho vui nữa. Nghe có vẻ còn khó hơn cả sự kiện mùa trước. Và shop xem có cái kẹo gì không. À, hoàn. Con này mình có một đống rồi. À, có cái nhà mới này. Đẹp phết. Bạo chúa mà trông kiểu như là cổ đại. Xúc phê. Làm con phượng vàng sưu tầm. Quất luôn cho nó. Khởi động mà. Bằng cái leo này trước á. Xem ở trong đây, trong map này có con rồng tê nào lấy được thêm không.
Hi everyone, welcome to my channel. Yes, we love my new event, blue event. I'm tricking it. Hola, hola. Where are you? I'm here, in my home. Yes, so strong. I'm from Italy, yeah, welcome. I'm from Vietnam. I want to improve my English the live stream. Thank you. Hello, Mohammed. Hello, Mohammed Zahan. Welcome to my channel. Zahn, where is this so strong? My best friend. 18 million. Yes, my Raven. Level 120 and 12 star. They're so strong, but I want to collect your new element to improve my team for Junior. Dungeon. I don't know how to say it in English. As you know, this season we don't have an event ticket in Jungon. So just for fun to complete Jungon battle. You can collect your Jungon token to buy a tea. Habit. Oh, game. I have a 20 game. Yeah, so welcome to my channel. Thank you.
Let's start with a new event. Chapter 1 unlocked. Tap to continue. A gift from the Tyrant. They give you 5 Tyrant tickets to kickstart your progress on the epic journey. Yes, they have give me 5 tickets. Anh ơi, tư vấn cho em con rồng hệ nước mà cấp Legendary hoặc Epic với. Legendary à? Nên chơi Legendary bạn ơi. Epic đuối lắm. Tí nữa nhá, để mò sự kiện mới đã. The first one is Tyrant Chest. It's the same as our event. The stone is red. Shop. Oh. $2 to get 30 ticket in today. Energy. Again for one ticket. Dragon. Wow. $10 to collect cap it. I think it's too expensive. Apply 5 more level to unlock a more 35, 70 and I'm good. Try out to another 20 level. I think this style, this event is too hard. Not easy. Feeding well. Hello, Rosina. Hello, welcome to my channel. Wow, 15 chests. Total 6,000. Too expensive. So, the next one is Dragon Grid. It is name of the event. Name. Mini game, I think. So, you need to spend on energy to start the game. Don't worry. Spend an engineer 6. This level requires 1 ticket and 1 chest. I can have a job friend request this only. Yes, if you playing on a Windows server, you can ask me via referral code. My referral code is 3E line F. How to collect? You can move. Next level. This level requires 1 ticket. And you can move to another chest. Oh, you have a 20. You can move to fourth to get the hair.
I found a ticket. Ban đầu em nghĩ trò này dễ. Ban đầu em nghĩ trò này khó mà ai ngờ dễ vãi. Thực ra thì game play mình chơi level 2 rồi sang level 3 rồi thì thực ra nó dễ thôi. Nhưng mà cái khó là cái năng lượng, cái set kìa. Cái đấy phải mất tiền hoặc là đợi thì mới có. The next level có cái cưa này như gì vậy? À, cái cưa này là mình không lùi lại được ha. À, chỉ lùi lại khi nó thụt xuống thôi. Nó đang quay thế mà vẫn ấy rồi. Được, ăn đã đi sau. Ui, next level. I need to spend 2 energy to start next level. 2 expensive. So, oh, 1 hour to recover the energy. It is 4th level, requires 2 tickets and 1 chest. So, you cannot this level. If you move, yes, you need to. I found the ticket. I have eleven squid. Found. Oh, I need two. Yes, two ticket to unlock. Done. Ban đầu em đi chỗ nào? Một event xin vãi cái nhận thẻ event quá, chơi game nhân phẩm nhập phá chắc nhà game bị chửi cho bận đầu óc. Thì mình nói cái này là chủ yếu để tốn cái game này, chứ cái vé này cày mãi có được đâu. Đây là $5 nhưng mà khoảng 100.000 mới được 6 cái set. Chờ hồi này thì như mình đi làm tối về mới chơi được thì nó hồi này cũng chả được bao nhiêu, tối về thường mỗi ngày chơi được khoảng vài trận chán thôi, không thua. Cái dương này sao không bảo mình sao lại dẫn ra dung eo á, dẫn ra dung eo thì mới hot này. Thì mấy cái dương mà không biết mở đâu nhỉ. How can I open your chest? Nhà phát hành họ cũng tính hết cả rồi, không phải free đâu. Thả cho vé vào trong cái Jungeon này còn farm được nhiều hơn chứ để ở cái kia thì hồi mới được trận đánh sấp mặt mới được 1-2 vé thì bao giờ mới đủ vé để kiếm rồng. Nghe có vẻ còn khó hơn cả những sự kiện mùa trước. Ở Hà Nội như thế nào anh? Như thế nào? Bạn hỏi về thời tiết á. Thời tiết khá là rét, đi làm rét lắm. Lạnh. Dự báo tưởng 1-2 hôm nữa ấm mà vẫn rét. Khoảng 20 độ hôm nay mình rét quá, ngồi làm bật điều hòa ấm. Không chịu được.
mua thì mua bằng tiền, mua cái set này phải mua bằng tiền thật chứ không mua bằng game được. Kích kích thì mua bằng game. Hút máu vãi. Vẫn giống con game khu trường nhưng mà rất hơn. Xem nào, quay lại cái dung nho này nó chỉ để xem có gì hot. Tiếng Anh ngày xưa như thế nào? Tiếng Anh nha, tiếng Anh ngày xưa học vui lắm. Chưa đổi lại mất mạng rồi. Ngày xưa mình học trường làng thôi, trường quê thôi. Đi làm nhu cầu tiếng Anh thì mình học rồi. Mà cũng đã ra gì đâu. Dạo này xếp sang, bận sắp mặt. Như được cái đợt trước đăng ký khoa học online 1:1 với người nước ngoài và tự tin chém hơn. Hướng mất mạng, không biết có ảnh hưởng đến livestream không? Rules of tức tiệm. Ở đây, phải đi reset. Ok, thế nhỉ? Mạng méo buổi tối chán vai. Mọi người chịu khó học tiếng Anh, chịu khó lên mạng xem video để nghe là chứ. Mình nói thì mình nói được nhưng mà chủ yếu sợ. Nói thì mọi người cũng nói bằng khó thôi nhưng mà chủ yếu là nghe. Không nghe là người ta nói gì ấy, đơ hoang mang. Nhà anh giàu không? Nhà mình nghèo. Bố mẹ không làm viên chức gì cả, đi đi buôn bán thôi. Ngồi lúc buổi tối dễ crash cực kỳ. Buổi tối mạng nó mạng kiểu buổi tối bị bó băng thông ấy, thế là chả làm ăn được gì. Mà tối thì mới livestream được chứ ban ngày lại không livestream được. Livestream lên được 20 người xem mừng vãi. Úi giời, giá nó lửa cây con này. Xưa hồi đỉnh cao livestream được hơn 100 người xem, nhưng hồi đấy không chịu đầu tư bài bản các kiểu, giờ thì ít người xem. Nhưng thôi, vẫn đam mê thì vẫn cứ quẩy thôi. Con viên cày 6-7 năm trời thì nay bỏ.
Hello, Sancho, let me check the friend request. Cái style new update này đúng là tra tấn với một thằng mắc kém như em. Có gì tra tấn nhỉ? Thấy vẫn bình thường mà, chả khác cái kẹo gì. Thất vọng hơn. Chờ đợi mãi mà. Thế nào xem cái dương vừa lấy có phải là nếu được dương thì sẽ mở ở đây sẽ được cái gì không? Đúng phải vẫn thế. Cái dương vừa đã cho thì mở ở đâu nhỉ? Khó hiểu nhỉ. À không. Cái dương kia phải mở vé mà. Ở đây phải. Cái sự kiện này cũng thế mà. Trước thì còn kiếm gen là bằng Zumeon, giờ thì phải kiếm qua cái kia, kiếm qua cái mini game này mà có 6, có 7 ngày, 7 ngày mà cái này 1 tiếng nó hồi 1, 1 tiếng hồi 1, 3 ngày không chơi được. Thì tính ra buổi tối chơi được, đi làm về sớm hoặc 8 giờ thì chơi được một tơn. Thức khuya đến 10 giờ chơi được tơn nữa, sáng dậy được một tơn nữa thì được 3 tơn. 3 tơn mà chưa kể thua. Chưa kể thua thì mỗi ngày chắc trung bình được 2 level. Mỗi ngày được 2 level. Xong phải mở, phải ăn unlock thì mới chơi được level tiếp theo. Có con này level 1 rồi sao không được unlock nhỉ? Mỗi ngày được 2 level, 6 ngày được 12 level. Chịu. Bỏ. Khả năng đếm chơi được event này rồi. Trong cái đống này game mua vé mua một game thì thôi chịu rồi. Sao con rồng chưa unlock nhỉ? Hiện tại đang lên level 5 rồi. Bụng khiên lên mất 100 gem, định mệnh với máu thế. Zumeon chỉ ra cái này là như nào nhỉ? Anh thí nghiệm đi anh, cho anh em theo. Thí nghiệm cái khiên kia. Thôi, tiền đâu mà dậy. Event này còn hút máu hơn cả event cũ. Cảm thấy đi có gì mới mà khó hơn. Nhập code là đi nhập code vào chỗ friend request á, hay là vào chỗ nào nhỉ? Add friend đúng không? Nhưng có phải trên Windows server không? No server thì mới nhập cái code đấy được. Add friend. Hit enter. Wrong code. Ok. Cày qua event rồi. Giờ quay lại câu hỏi của bạn không có đồng nghe gần nhá. Thì Plan gần Lurie đúng không? Mirror gần đi. Mình đứng trước mình cũng có một con. À không.
Cái đấy tùy thuộc vào rồng của bạn đang có nhá. Nhưng mà theo mình thấy thì nếu mà là một con full full thủ có cả đất cả nước, búp giáp mấy cả búp nước là ngon nhất. Vì cái Legendary này thì nó không bị tấn công strong của các nguyên tố khác thì phải. Nhớ là ngày xưa như thế. Không thì làm con Siren này. Con này đam lan luôn mà có cả búp máu. Vừa công vừa thủ. Vừa công vừa thủ mà lai từ trong shop được. Chứ không cần chờ sự kiện đợi dầm gì cả. Nhưng lai thì hơi cực nhân phẩm thôi. Hello LP7, welcome to my channel. Con này nhưng mà con này là con sự kiện hay sao ấy, không giờ không ai được. Đây là mình mà làm con nước đất hoặc là nước lửa. Nước đất nước lửa và những hệ khác thì có vẻ là đuối. Không thì nước ánh sáng được. Nước ánh sáng có không? Đây. Con này đẹp vãi. Nước ánh sáng này vì ánh sáng thì nó có thể hồi máu được cho tim hoặc là làm choáng khi con khác đánh vào. Ánh sáng cũng được. Ánh sáng có vẻ ngon hơn nữa. Mai sinh nhật à? Chúc mừng sinh nhật sớm nhá. Sinh nhật mình cuối tháng. Cùng sinh tháng 12 à? Yeah, thank you, you're welcome. Did the bad person move spam? Yes, I did. This do spam on the chat box. Thank you, welcome, Super Mendo. Thank you so much. I just test a new event, but I think it's really hard to play. I don't have time to wait the recovery of an engineer energy, so I need to go to work in the old day and just play game in the evening. So I hope I can get at least one T-Dragon with 500 pieces. Thôi em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Rồi bye bye bạn, ngủ sớm nhé. Đó, 9:15 mà mai đi học à? What do you think the new event? Yes, as I said, it's really hard to play and collect the ticket. The other event, we can collect the ticket via Jungon Battle, but now we don't have it free. We need to wait energy and play some mini game. It's really hard. Anh cho em coi một con hệ cổ đại bóng tối đi. Ok, chờ một chút. Chất thế. Wish Dragon. Dòng ước à? Đúng là ước thật. Hai củ rưỡi. Định ai chịu. I see every video is hard to complete the event and to get the ticket. Yeah, I think so too. It is not free.
some dragon. Có nhiều. Có cả chùm luôn ha. Bóng tối này ngày xưa lúc mới ra thì nó phế võ công thì có vẻ hào hứng, bây giờ thì tỷ lệ phế thấp mà hơi đuối. Yeah, clearly they want to try for this. Yeah, I think so. Yes. No worry, you can continue play this game with our new dragon and new element. We can play it every day, no worry. But I don't know how to... I opened some chests, but... wait 47 minutes to get one energy. How to unlock? Hello, hello. The game is so good, so yes, I will keep playing, but with them, the titles are so beautiful, I want them. Yes, I want them too, but I am looking for the new way to get them. I hope I get, I can get at least a dragon to test and review the event for everyone. Thank you so much. I am trying to play it every day. Hi, Z3.
Please don't spam. Don't spam my chest code. Hello, I'm fine. How are you? Hello, hello. Welcome to my channel. I want to try to open new ancient enchantment chest. Hope I can find a new last week I found some material. To collect the food, you need to clear. You need to unlock campaigns and clear it every day for normal mode and heroic mode. You can get a lot of food from the battle. You also need to upgrade your farm to level 4 and spend a lot of gold to raise the farm. So I want to open the chest now. Yeah, we found something. I will spend when I have a new weapon, I will spend on a ticket to upgrade new weapon to Pale Star. I think it's really hard because material is really really hard. Yeah, the first one is 5 star. Oh, the second one, yeah. I'm lucky. Yes, you have the farm level 4, but with food take from the farm, yeah, you can, if you have a time, you can online the game more than 3 times per day. You can try to buy this packet. We have a lot of packet. If you don't have a time, you can buy this packet, Grand Royal Fish, with more than 130 food per day. Per day, I mean 24 hours. If you have a time, you can buy this packet, Squirrel Berry, for 6 hours with
salty food. We can use we should try this packet because it is bad. So I need to wait 38 minutes to get new energy. I have a 761 dragon. I will go to feed it. Yeah, you're welcome. Hi. How do you make diamond? Yes, we can without purchase we can get diamond from a lot of shop. From Junior Battle or some mini event or watch advertisement here. We can earn some game. Some diamond, yes. But the purchase is the fastest way to get the diamond. You can see I need to buy this every month. I need to spend $3 to get 800 diamond. So cheap, and we can I can spend it per month. So what should I do next? It's part of it, God, don't know what should I do now. John. Thank you.
cái con rồng ở trong Jumeon này thì sẽ được đổi thành con rồng là có 30 trên 40 máu. Hoặc không thì chữa chơi rồng rồng này rồi vào trong group đọc của một bác Hào Silver. Đây hướng dẫn là nếu lấy được con rồng này thì sẽ được 3-40 máu luôn. Còn không thì chơi rồng con rồng lửa kia với máu là 20/30. Con khoan lính dương lắm nhỉ, mình không biết lính dương mình tìm thấy nó sẽ trôi về đâu. Chơi là điều khiển chú rồng của mình lấy được vé ti. Các màn yêu cầu tìm đủ vé thì sẽ qua màn. Mỗi vé yêu cầu tương đương một năng lượng để qua màn. Chắc mình yêu cầu 2 nhỉ. Dương là vật phẩm bonus thêm, có thể lấy hoặc không. Khiên thì để bảo vệ rồng bị trừ máu một lần. Năng lượng khởi đầu sẽ bị giới hạn là 3 năng lượng. Khi chơi đến các màn yêu cầu nhiều vé nhiều năng lượng thì sẽ tăng giới hạn lên. Ví dụ level 7 cần 4 năng lượng thì để qua thì nó sẽ tăng năng lượng thành 4 chẳng hạn. Bạn sẽ phải chơi đủ số lượng màn với con rồng tê yêu cầu để có thể mở khóa để đổi mảnh. Chú ý event tê này mỗi tuần một loại vé lên, nên nếu để qua tuần khác vé khác sẽ bị mất hết vé cũ còn lại nhé. Vé là cái kit này á. Thế thì một quýt đã cày cả tháng hy vọng để lấy một con mà con thua ở Dragon Boat cần cù bù thông minh còn hơn, chứ còn cái này thì cần cù nó không thể bù được nguyên phẩm nó. Bạn ấy tính luôn cái này. Mình tính luôn số vé tối thiểu mà free to play có thể nhận khi chơi game này sẽ là khoảng 21 × 7 × 4. 21 à, tức là cái sự kiện này là 7 ngày 4 tuần được 21. 21 này là cái đúng gì nhỉ? 588 vé trong đó, à đây 21 là số năng lượng tối đa trong ngày, tức là mỗi tiếng cái này mình mỗi ngày mình chỉ được khoảng 5 năng lượng. 5 × 4 20, 20 × 7 7 là số ngày trong tuần, 4 là số tuần diễn ra event. Thế khoảng 150 vé. Vậy lên free to play yên tâm, chắc chắn sẽ một em rồng tây cực đẹp. Chơi sau tăng giới hạn năng lượng lên sẽ thì cũng phải sẽ canh thời gian online canh giờ, làm nhiệm vụ nhiều như Ivana trước đây. Để mà hốt được chục tê thì sẽ phải bỏ tiền, tiền thật đó chứ không phải tiền giả đâu. Nhưng nó phải như thế thì rồng mới giá trị. Chứ như Ivana trước đây chơi free cũng hốt được chủ ma thì nó bão hòa. Những con rồng không có giá trị khi sở hữu đây rõ ràng là điểm cộng dành cho tương lai sau này của game rồi, có phải không? Đẹp. Chắc là tại cày free quen rồi, giờ cày sấp mặt hơn rồi mất tiền nữa thì có vẻ không quen nữa. Tóm lại với bạn Hào Silver này thì bạn nhận xét là tao lại với mình event T này khá là ổn, khá nhàn, không cần đánh nhau mà lấy được một con rồng T. Giá trị sở hữu của những chiếc rồng đã được game nó tăng lên rất nhiều, phù hợp với hướng đi lâu dài sự phát triển của game sau này. Cơ bản là khó. Sao mình vẫn không mở được con rồng này nhỉ? Chưa đủ level. Thank you.
tạm biệt anh em nhé. Livestream test sự kiện đấy thôi, khó vãi, cứ tưởng dễ sơi nhàn mà sấp mặt. Thank for the watching. See you tomorrow. Have a nice day.